Đại lượng tổng số lượng mình phải gần 1000 con từ năm ngoái cơ, nhưng mà năm nay là ra là Covid là không được đi thi. Đấy, ở nhà nữa cơ, 2018 cũng có nhưng mà. Con này là con Hoàng Yến. Đẹp nhỉ, lông rất là đẹp. Đấy, cái này thì ra bán giá thị trường nó khoảng hơn 1 triệu. Hun mật thì rõ dần dần nó sẽ thành cái chen nuôi trong cái thú chơi chim. Hà Nội phố xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với chợ hoa cây vật cảnh Vạn Phúc. Và hôm nay là ngày phiên của chợ này. Khi đến đây, quý vị và bạn có thể mua cho mình được rất là nhiều các cái đồ vật tạp nham đủ các loại. Trong video này, Duy mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta đi vào trong khu vực chuyên bán các loài chim nhé, để tìm hiểu về các loài chim được bán, như là chia sẻ cho mọi người những thức ăn bán cho chim nó gồm có những cái gì. Mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta cùng đi. Bán cả dế riếc, các loại chim nhiều màu sắc. Vâng thưa quý vị, như Duy nhìn ở đây thì có 1, 2, 3, 4, 5 đến 6, đến 7 gian hàng ở đây. Bây giờ Duy sẽ vào một trong những cái gian hàng bất kỳ để chia sẻ cho quý vị nhé. Đấy, Duy sẽ chọn cái gian hàng của anh này. Duy mời quý vị. Em chào anh ạ. Dạ vâng. Anh ơi, em là Duy, kênh YouTube Hà Nội Phố ạ. Chào ạ. Vâng, hôm nay em đi chợ phiên ở đây thì em xin phép được trò chuyện với anh cũng như là chia sẻ cho quý vị khán giả chim mà anh bán ở đây cũng như là những cái thức ăn của chim anh nhé. Rồi, chào các bạn nhé. Mình ở đây mình bán loại chim ví dụ như là vành khuyên này, khiếu này, chích chòe lửa này, hoàng yến này, trà mao. Trong thức ăn thì nó đơn giản lắm này. Đây là dế. Dế là thức ăn tươi. Đã. Tươi này. Đấy. Wow. Đây là dế là anh nuôi tại chỗ luôn à? À không, đây là mình nhập ở cửa các trại xong mình chia ra cho anh em nuôi. Có các loại cám đấy, rất nhiều. Tức là ngoài bán chim ra là anh bán các loại thức ăn. Thức ăn. Bạn quay trong này đây, trong này mình cũng có rất nhiều chim. Cũng thiên về trà mào chính. Trà mào thú chơi là của anh em bây giờ nghệ nhân chơi rất nhiều. Có rất nhiều cuộc thi. Đây là những chú chim mà mình ủ rau này để chuẩn bị như đi dàn với cả là chia sẻ cho anh em những người là người ta cần. Toàn trên lồng này rất nhiều. Tổng cộng là anh có tất cả bao nhiêu loại chim anh? Mình không đếm được nhưng mà nó nhiều lắm. Bây giờ là nó cũng khoảng tầm hai mấy loài ở trên cửa hàng này. Dạ. Còn đây có cả yến phụng này, cu gáy này, rất là nhiều. Hiện tại thì loài chim nào của anh là quý nhất anh? Mình thì rất là mình chỉ chuyên về bên trà mào thôi. Để mình bây giờ là anh em người ta chơi trà mào là chính, nó có nhiều cái nét đẹp. Dạ. Nước đấu nó hay. Và cái thứ ba nữa là sân chơi nó rộng hơn. Dạ. Còn những cái loài chim nhỏ khiếu hay họa mi thì mình cũng có nhưng mà chỉ ít hơn. Vâng. Anh có thể chia sẻ cho em cách chọn con trà mào mà khi đến mua ấy. Ví dụ như một con chim như thế này là con chim rất đẹp. Con chim lân tê. Cũng là trà mào nhưng mà nó lại là cái tên khác ạ. Tức là không, nó chứ trà mào lân. Trà mào lân thì nó khác với trà mào. Cái mào là lân tê. Đấy là con chim nó có cái mào rất dị. À. Đấy.
một chú chi hồng mào thì đẹp thì phải cao chân dài với cả nhìn mặt mũi nó nhìn nó sáng. Mấy con chim lanh lợi, còn chứ cái chim trào mào mà mình về mình vẫn phải là nuôi theo khoảng thời gian mình chăm sóc tắm tát phơi nắng này cộng thức ăn này thì sau này con chim nó mới có cái chế độ tốt hơn mà nó thuần với cả cái con người và thiên nhiên thì nó từ thiên nhiên về là bồi là về mình thuần dưỡng khoảng một vụ lông bắt đầu mình đi dãi dượt xong cho đi cọ sát đấy. Đây còn như thế này là ví dụ đây là khiếu, chim khiếu này. Khiếu đây là chích trời lửa này. Còn đây là chích trời đất này. Đây là trời than này. Còn đây là con hoàng yến đang hót này, hai con đang hót. Hoàng yến và con thanh này. Đây con hoàng. Anh ơi, mọi người rất là sợ khi mua ấy, khi đến với cửa hàng chim nó hót rất là nhiều. Nhưng mà khi mua về thì nó lại không hót. Cái nỗi lo đấy nó có thật không anh? Thực ra cái nỗi lo đấy là thật. Tất cả những con chim hót ở cửa hàng mình là cũng đều là những con chim cũng rất tốt rồi. Còn thực ra về nhà mình cái chế độ chăm sóc thì có thể là mình sẽ phải theo chế độ mồi tươi, thức ăn nó tốt lên thì con chim nó sẽ ổn định thì nó sẽ hót tốt thôi. Chứ còn thực ra là con chim nó đang hót rất tốt ở cửa hàng mình rồi thì về nhà bạn không có lý do gì nó không hót cả. Đúng rồi. Còn thực ra là do chế độ mình, nhiều khi bọn mình dế chứ các thứ bọn mình cũng phải mua này về cho nó ăn như kiểu con người ấy. Mình ăn uống nó đầy đủ các chất dinh dưỡng hoặc là các thứ thì con chim thì nó siêng hơn. Chứ còn về không chăm sóc thì con chim nó kém thì là một chuyện đương nhiên rồi. Anh nuôi chim là mình nuôi từ nhỏ hay là bắt chim tự nhiên lúc nó trưởng thành rồi mình huấn luyện nó hót? Tức là theo cái kinh nghiệm của mình chơi thì là cái con chim con lên thì nó được cái nó thuần. Nhưng mà để nói cái giọng hót hay thì nó không được đào tạo bài bản như ở ngoài thiên nhiên được. Nhưng mà chơi chim con thì nó nhanh thuần hơn, chứ còn chim bồi về thì mình phải mất thời gian nó lâu hơn. Nhưng mà chơi chim bồi thì nó được nhiều cái lợi thế. Giọng hót hay với cả là nó nói chung là đấu đá tốt hơn là chim con. Tại vì ở ngoài rừng nó cũng có một cái khoảng thời gian chinh chiến như kiểu là cọ sát rồi. Còn chim non thì mình mới lở mắt ra thì nó chưa có sự cọ sát. Với cá nhân của anh thích đào tạo chim non hay là đào tạo tự nhiên? Với cá nhân mình thì mình vẫn nghiêng về chim thi đấu thì mình thích chim bồi lên hơn, chim ngoài tự nhiên hơn. Chả mà bồi tức là bồi tự nhiên ạ. À? Thiên nhiên về đấy nó vẫn còn dậy đấy. Đấy nó rơi vào khoảng tầm 200-300 nghìn. Nhưng có con chim hay thì tố chất thì nó có thể lên đến 1-2 triệu. Đấy. Còn cu gái cũng vậy. Đây trên là cu gái đây. Đấy cũng là chim ấy nhưng cái giá trị của nó thì cũng như thế thôi, 200-300, xong đến lúc nó gáy gù rồi thì nó lên đến 2-3 triệu. Tức là mình phải mất cái thời gian. Anh kinh doanh về chim được lâu chưa anh? Mình chơi chim từ là lâu lâu rồi, nhưng mà mình kinh doanh chim năm nay là năm thứ tư rồi. Năm thứ tư rồi, 4 năm rồi. Chợ. Anh có thể chia sẻ cơ duyên nào mà anh chọn chim để kinh doanh? À, thực ra là bây giờ mình chia sẻ một chút về bạn về cái đây là cái thứ đầu tiên là cái đam mê của mình đã. Cái đam mê của mình là từ ngày nhỏ là mình đã ở quê mình kiểu hay đi bắt chim, cái đầu tiên đã nuôi từ bé. Xong xuống Hà Nội thì nó cũng là một cái duyên thì nuôi chim đi thi với cả đi đấu giải. Xong bắt đầu là thấy cái nhu cầu con người ta bây giờ đất chật người đông thì người ta con người mình muốn làm bạn với thiên nhiên thì mình đi theo cái gọi là cái gọi là cái duyên vậy thôi, chứ còn thực ra là cũng chả biết thế nào là được hay không được cả. Tại vì bây giờ đất chật người ta sẽ làm bầu bạn với con chim, con cá hoặc là cái cây đấy đấy thì mình lại đi theo cái đấy, chứ còn thực ra là cũng vất vả lắm. Chăm sóc là cũng như chăm sóc con nhỏ đúng không? Đúng rồi. Nói chung là số lượng như này nó cũng nhiều. Tổng cộng anh là có bao nhiêu con nhỉ? Bây giờ như thế này hiện tại nếu tổng số lượng mình phải gần 1.000 con. 1.000 con đúng không? Đây là bạn cứ quay những từ ngoài trong ra ngoài trong ổ. 1.000 con mà một mình anh chăm sóc thôi. Đúng rồi. Đây này, đây nguyên chỗ này là mấy trăm con rồi. Đó. Ở ngoài này này. Đó.
Ở ngoài bạn quay hẳn từ ngoài lồng lên đây. Đấy, số lồng đấy. Thế anh ơi, một con chim ấy thì một ngày nó ăn mấy bữa ạ? Một ngày thực ra là những con chim nó vào cám rồi thì ăn, có thức ăn thì mình cho đầy cống với nước thôi. Thực ra là bao giờ cứ hai ngày, nếu mà bạn có điều kiện bạn tắm một lần thì con chim nó sẽ sạch sẽ, mà phơi nắng thì mình lại cho tiếp. Thế ở trên này nữa này, đồng nào cũng có chim hết, trong cả ô cả hộc nữa. Thế thì cái chi phí mỗi ngày mà anh mua cái thức ăn cho nó thì khoảng hết bao nhiêu anh? Anh có tính ra không? Chi phí thì mình không tính, nhưng mà ra nói chung là nó phải mất vài trăm đấy, tầm đấy. Vì mình phải cho nó ăn đầy đủ thì nó con chim nó mới siêu hót. Thì khách đến người ta mới mua, chứ còn chim đến mà không hót thì khó bán. Có mồi, có đầy đủ chất như kiểu thiên nhiên, càng giống thiên nhiên nhiều thì con chim nó lại khỏe hơn thì nó sẽ hót tốt hơn. Nhưng mà bây giờ về không cho nó ăn uống đầy đủ thì không hót được. Ở đây thì anh tham gia vào câu lạc bộ? Mình tham gia câu lạc bộ Trào Màu Tây Đại Mỗ ở trên Nam Từ Liêm. Tức là hàng tuần thì anh em cứ dãi dượt, mấy cả nếu mà không dịch Covid thì cứ đôi tháng thì tổ chức thi một lần. Thì số đầu lồng nó khoảng tầm rơi vào từ 120, 140, 140 lồng. Thế là thi có các cái dòng chim nào anh? Thi đấy là thi Trào Màu, là thi chim Trào Màu thì người ta tuyển chọn những chú chim rất hay này, gọi là chiến binh. Xong đi lên thi đấu và có ban giám khảo các thứ chấm thi, và có một cái sự gọi là chuẩn mực nhất định của hội sinh vật hội chim Trào Màu miền Bắc. Đấy là khi treo lên xong bắt đầu vòng 1, vòng 2, vòng 3. Đấy, xong đến những cái vòng tiếp theo, những chú chim nào yếu kém loại xong lại xếp vào, thì những chú chim nào hay thì xong lại có cờ có giải, thì thành ra là con chim đấy thì nó có thể là người ta đã được nhiều tiền hơn. Đấy thì người ta cũng vừa chơi vừa, đấy gọi là vừa chơi vừa kiếm kinh tế. Vâng. Đấy. Thế là anh chơi về giải thưởng anh có thường xuyên được không? Thường xuyên thì mình cũng có, nhưng mà năm ngoái đến năm nay thì đây có cờ nhưng mà để tí trong này rồi. Nhưng mà đây có mấy cái nhưng mà thực ra là vứt hết ở trong này. Em nghĩ cái này là đây hay, mình phải treo lên ấy. Không phải, như ở đây là cái đây, nhưng mà thực ra nói thật là để từ năm ngoái cơ, nhưng mà từ năm ngoái cơ, nhưng mà năm nay thực ra là Covid là không được đi thi. Đấy, ở nhà nữa cơ, 2018 cũng có, nhưng mà ở đây thực ra là quán bẩn bụi quá. Top 40, tức là chỉ vào top thôi chứ. Đấy, tức là hơn 100 lồng. Đấy, 3. Top 20, giải 3. Đấy. Đấy, nói chung là cũng có thành tích, nhưng mà năm nay là dịch Covid nên không đi được. Em thấy số lượng chim cu của anh nhiều nhỉ? Nhiều. Đã. Đây là vành khuyên này. Không, đấy là con chim hoàng yến. Chim hoàng yến, ở chim này ngày xưa cũng dân mình nuôi đấy. Đây, chim nuôi ở trong nước. Hoàng yến là đó là công chúa của các loài chim đấy. Không, hoàng yến ra là nó là dòng yến hót. Thế còn những cái dòng đặc biệt nhất là những cái chim màu. Những con chim ví dụ như con hoàng khuyên chẳng hạn. Hoàng khuyên nó cũng như này, nhưng bé hơn, như là con chim nó là con hoàng khuyên. Nên cái màu sắc này là màu tự nhiên hết. Màu này màu tự nhiên, không phải màu nhuộm. Đây một dãy là toàn chim cu. Đây cu gáy. Đồ ăn của cu gáy nó ăn những cái thứ gì? Gáy thì thức ăn chính của nó là ngũ cốc. Ngũ cốc là mấy loại ngô, lúa, vừng, lạc, đỗ. Mình có trộn vào không hay là anh? Tức là mình ăn ví dụ như một tuần bổ sung cho nó, nhưng mà thức ăn chính vẫn là thóc. Chuối đây là chắc chuối là này màu là cho Trào Màu ăn. Trào Màu, mình như Trào Màu nhiều. Duy mời quý vị và bạn cùng anh thử đi một vòng những con chim ở đây xem nhé.
Em thấy con chim nào của anh nó cũng đầy sức sống, lông rất là mượt. Chim cu đực hay chim cái nó hót nhiều hơn anh? Tức là hai con nó gáy như nhau. Vấn đề là con chim đực thì nó sẽ gáy nhiều hơn, cái mã nó sẽ ra đẹp hơn. Để mà huấn luyện cho nó gáy thì chắc là cho nó đứng cạnh một con chim cái không ạ? Hoặc là một con chim đực đúng không anh? Không cần đâu, cái này là một là mình nuôi chim non nên hai là cái thời gian của chim bồi thì phải mất thời gian hơn một chút, thì nó nuôi thời gian nó lâu lâu thì con chim nó sẽ quen người hơn thì nó sẽ tự nhiên ý, như kiểu ở ngoài thiên nhiên ý, nó sẽ tự gáy. Mình cứ che cái vải này để cái này để cho con chim nó đỡ chạm mặt nhau ấy, để nó đấu sâu hơn. Đấu tức là nó không nhìn thấy mặt nhau, nó nhìn thấy mặt nhau quá thì người ta lại nham. Nên nhiều con nó sợ nhau, nó tì, chim nó bị hỏng. Thường thường là trùm mặt chữ A. Trùm mặt chữ A là mục đích. Mục đích để con chim bồi về nó đỡ sợ là một, thứ hai nữa là nó cũng che khuất đi những cái khoảng trống đằng sau ấy. Khoảng trống đằng sau này này thì là con chim nó không bốc lên. Đấy, cái áo lồng nó tác dụng như vậy. Với cả buổi tối mình trùm vào thì nó ngủ cho ngon. Đấy, còn ở dưới này là lửa, chiếc trời lửa. Đuôi dài, đấy, giọng hót rất hay. Con này lại nhốt đôi ạ? Không, chim này chim bồi mới về, mình tách như vậy để con chim nó khỏe, nó không dẫm vào nhau, để con chim nó sẽ có không gian hơn. Thế còn nhốt nhiều quá thì con chim nó sẽ dẫm lên nhau thì con chim nó yếu. Nó yếu. Đấy, bên ốc này có này. Đấy, nói chung là đầy, tất cả đều phun chim hết. Còn những con này là Trầm màu đang thay lông. Ở trên này cũng là chòe lửa mấy cả. Đây thì những cái lồng trên này những con chim thuộc. Khách đến thì mình treo ra cho nó hót. Còn khi mà anh chùm như thế này thì chắc là nó không hót nữa đúng không anh? Ờ, nó không hót, nhưng mà treo ra là nó sẽ hót. Nó nhìn thấy ánh sáng là nó hót ạ. Đứng nuôi trên đồng này là khoảng tầm 140 trên này, 140 lồng. Còn chưa nói dưới này nữa. Cái điện này chắc là sưởi ấm đúng không anh? Ừ đúng rồi, buổi tối là mình cũng hay bật điện sưởi để cho con chim nó khỏe hơn. Nhiều khi là gió mùa cái thứ về nó lạnh. Cẩn thận hơn một chút thôi chứ còn thực ra nó cũng không khó tránh lắm. Tại vì chim của mình thay nhập ở chim trong Nam ra, thành ra là khí hậu hay thay đổi. Thì mình thời tiết nó cân bằng một chút thì con chim nó khỏe hơn. Đây, ví dụ thức ăn đây, cu gáy đấy. 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 Đây, sâu. Sâu. À, sâu. Đây, sâu. Sâu này gọi là sâu gì đây ấy? Đây là sâu quy. Sâu quy này thì bán tiền theo lạng ấy. Tức là mình bán nẻ cái sâu quy này đang là 2.000 một lạng, mình bán buôn cái này gọi là 130 một cân. Đấy, đây còn đây là sâu rồng. Cho cả cá rồng ăn nữa. Nó to hơn, size to hơn. Size to hơn. Đấy, cho cả cá rồng nhưng mà cho sâu này thì nó mát hơn sâu kia. Giá nó cao một chút. Đấy, thoải mái. Còn ngoài kia là dế. Dế thì ra là ăn nó mát hơn. Nhưng dế nó hàm lượng đạm không bằng sâu được. Sâu to này một con chim chắc là chỉ ăn tầm 2 đến 3 con. Không, ăn khoảng tầm 5 con là đẹp. Vâng, 5 con.
đấy, như đây xong cho nó tắm đấy, đấy xong phải cho vào lồng xong cho đi ngủ. À thế ạ. Đấy thì thay lót phân nó cứ cho sạch. Đấy nó sạch đây, sạch tưng này. Đấy. Thì nó đi ngủ, cho nó đi ngủ. Đấy, cho nó xem đấu luôn. Thì các anh đến câu lạc bộ là đấu cũng kiểu như này à? Là xếp. Không, xếp lên hàng như cây treo này. Có ban giám khảo chấm thi những thứ luôn. Thế là con nào lỗi yếu là người ta hạ ấy. Ừ. Con này là con gì anh nhỉ? Đấy là con chim vành khuê bạn ơi. Con này bao nhiêu tiền anh? Con đấy khoảng tầm vài 300, 500. Còn chim mới về thì nó rẻ, chắc là 3 đến 50 nghìn thôi. Chim đắt nhất ở cửa hàng anh là loại nào? Đắt nhất thì mình chỉ có những con chim chà mào thôi, những con chim đi thi ấy. Là thực ra là cái đấy khó tính lắm. Phải lên trên giàn mới là được cờ. Nói chung là có thành tích thì mới tính tiền nó rõ hơn, chứ còn nó cũng như con chim vài 300 nghìn này thôi. Còn mình phải đi qua thời gian cho nó đi tập luyện, gọi là đi thi đấu thì nó có thành tích, nó có giải, có cờ thì là con chim nó có giá trị hơn. Thế còn tất cả những con chim đắt tiền thì trừ những con chim màu thôi. Những con chim màu là những con chim đột biến ấy. Thì là nó đã đắt từ lúc bồi rồi. Còn những con chim mà đi thi được thì nó cũng như những con chim bồi thôi. Mình về mình phải nuôi, gột rũa. Đấy, mất thời gian. Đây từng cái loại thức ăn một đúng không anh? Em thấy là cũng nhiều phết nhỉ? Nói chung là cái này nó không có cái ban em nào cả. Dạ. Con này là con hoàng yến, chim ta. Đẹp nhỉ, lông rất là đẹp. Đấy. Con này bao tiền anh? Con này thì các bán giá thị trường nó khoảng hơn 1 triệu. Ngày xưa nó đắt lắm, ngày xưa con chim này nó khoảng 4 triệu cơ. Bây giờ mình gọi là lai tạo được thì giá nó bình dân hơn. Đấy, giờ này thì cứ đóng vào trong như này cho nó đi ngủ. Đấy, nó đỡ bị muỗi. Cái áo lông nó có nhiều tác dụng. Đấy, treo vào trong nhà. Đây là hai hàng ấy chứ. Thường thường thì anh mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Mình mở cửa từ 7 giờ sáng đến 5, 6 giờ chiều. Các ngày trong tuần luôn ạ? Đúng rồi. Đây gọi như một công việc gần như là đi chợ ấy. Địa chỉ mình ở đây là ở đâu anh? Mình ở đây thì nó là rơi vào đường số 6 đường Kim Đồng. Ở đây là cái đường này là ký ốt nó thuê thì cái địa chỉ nó cũng... Mình lấy địa chỉ đối diện bên số 6 Kim Đồng, Vạn Phúc, Hà Đông. Anh tên là gì ạ? Mình tên là Tuân. Tuân Nguyễn. Anh chia sẻ sang bên cạnh nữa là có dòng chim nữa đấy. Hút mật đẹp lắm ấy. Cường ơi, review cho anh ấy xem ít chim hút mật đi. Đây là đứa em chuyên hàng hút mật. Chia sẻ bạn đây là ông chủ về hút mật miền Bắc đấy. Một người làm ra cái cám chim mà nó rất kỳ công để cho con chim hút mật nó ăn từ mật sang cám viên. À đấy. Bạn này là bạn kỳ công 75 rồi. Về làm về bên hút mật. Đấy, nó cũng rất nhiều loài, nó nhiều ấy. Như mình thì ra là mình bạn này chuyên hút mật, có những con hút mật con. Đây ví dụ như là con này là con
khuôn mật đột biến màu cốm. Cái mỏ của nó nhọn anh nhỉ, giống như là được mài ấy. Đấy, bạn thấy không? Ngày xưa nó là đây bạn này là bạn này, ngày xưa nó chỉ hút cái mật nhựa thôi. À, cái mật nó như cái mật ong ấy. Thì bây giờ bạn này là kỳ công nghiên cứu ra cái cám viên. Đấy, bây giờ chỉ đổ cám vào nước và nó có thể sống sót được. Con này là một con chim bình thường ấy ạ. Còn con này là con chim đột biến này. Đấy, nhìn phát là thấy màu lông nó khác ngay. Em thấy là hút mật thì nó có nhiều dòng nhỉ? Loại lông khác nhau nhỉ? Mật thì Việt Nam nó có mười mấy dòng cơ. Mười mấy loại. Vâng. Anh ơi, con chim hút mật ấy, khi nuôi nó có những cái điểm gì nổi trội so với những con chim khác không? À, thực ra thì hiện tại thì em thấy là hút mật thì nó dần dần nó sẽ thành cái chen nuôi trong cái thú chơi chim. Tại vì một là nó có màu sắc sặc sỡ, giọng hót thì cũng có một số dòng hay, một dòng lại không hay. Nhưng mà đối với cái không gian nhà ở thì càng ngày chật hẹp thì em thấy là bọn này là một cái sự lựa chọn lý tưởng. Nó nhỏ gọn, lồng nuôi thì không cầu kỳ mà cũng không tốn chỗ. Chứ còn ví dụ như bọn to này thì là tốn chỗ lắm. Ở đây như con khiếu to đùng ấy. Và còn bọn này em thấy nó đẹp mà đặt bàn chơi nó cũng hay. Nó cũng hot, nó đẹp. Thức ăn của nó đâu anh? Chế tạo riêng ra đâu anh? Dạ đây. Như em làm thì em sẽ đóng gói thành những cái gói 100g nhỏ như thế này. Vâng. Đây là hạt dành cho chuyên dành cho bọn chim hút mật này. 20.000 một gói. Vâng, có mấy loại đó, nhưng mà dòng này là cái chủ yếu, một số loại để tham khảo. Con chim hút mật này nuôi nó từ nhỏ hay là cũng bắt từ một số này? Thì là em nuôi từ bọn non lên, còn lại thì phần lớn là đều là chim bẫy về. Hoặc là chim mua lại người ta bẫy về để mình vào cám, hoặc là chim đã cám cứng ấy, mình mua về mình nuôi và bán chia sẻ lại cho anh em. Những con này thì nó sống ở môi trường nào anh? Bọn này thì môi trường nào mà nhiều hoa quả hoặc là nhiều cây hoa để hút mật. Ở khu vực miền Bắc mình à? Miền Bắc thì ngay kể cả là những chỗ như bạn khu vực như là bên Diễn này, hoặc là bên Đê Yên Nghĩa này mà mấy nữa hoa bưởi nở là nó sẽ về nhiều. Vâng. Còn không có thì em thỉnh thoảng em vẫn đi anh em đi bẫy ở trên Sơn Tây này, rồi là Ba Vì và Sóc Sơn. Chung là bọn này nó hiện hữu ở nhiều nơi. Đó là nó hơi nhỏ nên ra là ít người để ý đến. Vâng. Nếu mà trông xa xa thì giống như là con chim sâu anh nhỉ, đúng không? Phân biệt mỗi là cái mỏ. Bọn này trước là ít người biết là nó có thể ăn được cám được. Nhưng mà thời gian gần đây thì cái đam mê nó lan tỏa ra, đâm ra là mọi người cũng đã biết đến cái dòng này. Dạ. Như con đột biến này là bao nhiêu tiền anh? À, thực ra thì đối với con đấy thì em cũng không rõ là định giá như thế nào. Dạ. Vì nó là cái thú vui giữ lại để chơi thôi. Và còn những con giống như con thường đây là bao nhiêu tiền anh? Như bọn chim thuần mà hot tốt thì nó sẽ khoảng 2-3 triệu. Dạ. Và bọn mới thì nó rẻ hơn, vài trăm. Anh là chuyên về dòng hút mật? Dạ vâng, em là chuyên về dòng chim hút mật này. Dạ. Nếu quý vị và bạn có dịp đến với chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc Hà Đông, và gần đây cũng bán những cái đồ cũ, đồ cổ nữa, có cả cá nữa không anh? Cá đối diện. Thì có thể đến với lại cửa hàng của anh hoặc là những cửa hàng bên cạnh để giao lưu, tìm hiểu, rồi mua những đồ ăn cho chim. Chúc anh kinh doanh tốt, thắng nhiều giải lớn trong tương lai nữa. Rồi. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Mình cũng chia sẻ những cái gì mình hiểu biết là mình chia sẻ hết, chứ còn thực ra cái này nó không có gì cả. Đấy. Nhưng mà mình cũng phải là cũng trải qua va vấp và những cái kinh nghiệm. Đấy thì anh em mà nếu mà qua giao lưu thì học hỏi kinh nghiệm thì mình lại chia sẻ những cái ví dụ như chữa bệnh như thế nào này, ăn uống tập luyện làm sao một ngày ăn bao nhiêu phần trăm tỷ lệ cái đấy nó gọi là chi tiết. Đấy, để mà chia sẻ một lúc thì nó không hết được. Đấy, ví dụ con chim nó tập lực như thế nào để cho nó có một cái sức khỏe để nó thi đấu. Đấy, đấy xong lúc thay nông xong là phải ăn uống như thế nào, mùi tươi ra sao. Đấy, chứ còn nó cũng là một cái chi tiết. Tức là còn rất là nhiều những nội dung mà gói gọn trong cái chương trình này thì Duy cũng không thể chia sẻ hết được.